Hello các bác nha, Đây là em đây. Thì hôm nay em sẽ nói về cái chia sẻ với các bác về các thông tin của một loại cây. Đó, đây ạ. Đây các bác ơi. Các bác nhìn thấy không? Đây cái cây đỏ này, cái hồng này, hồng hồng đỏ đỏ xanh xanh này là cây vạn lộc nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác về cái cây vạn lộc này. Thì cây loài cây này á thì đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi, rất là quen thuộc với cả nhiều gia đình rồi. Thì sẽ cùng tìm hiểu về cây vạn lộc và ý nghĩa phong thủy và cách trồng để cho mọi người hợp tuổi nhé. Thì cây vạn lộc này là một loài cây có thể trồng thủy sinh này, trồng đất này, có chứa rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp đối với những người hợp tuổi. Vì vậy mà hôm nay tìm hiểu về cái ý nghĩa phong thủy và cách trồng cây vạn lộc cùng với em nha. Thì nguồn gốc và ý nghĩa của cây vạn lộc này là cây vạn lộc này người ta có cái tên khác mà thường gọi là cây thiên phú. Đây là một loại cây thuộc họ rẫy nhá, và có một thực vật một lá mầm. Loài cây này có nguồn gốc từ Indonesia, Thái Lan và sau này được nhân giống và trở nên phổ biến ở các nước châu Á. Và cây vạn lộc này có nghĩa là nhiều, ý là từ vạn ấy, từ vạn có nghĩa là nhiều nhá, chỉ một số lượng rất là lớn. Từ lộc có nghĩa là phúc lộc, thì tiền bạc và sự may mắn sẽ kết hợp từ này, hai từ này lại thì ta có thể hiểu là vạn lộc có nghĩa là may mắn, phúc lộc sẽ đến với chúng ta mà không bao giờ hết, đặc biệt là khi mà cây cây vạn lộc này ra hoa nhá. Thì đây là một điềm báo, là báo hiệu cho tài lộc nảy nở và gia đình của mình sung túc. Cây vạn lộc đỏ này có rất nhiều người ưa chuộng. Màu đỏ thì cũng giống như kiểu là cái màu mà mang lại cái sự may mắn, những điều tốt lành đó, hợp với cái ý nghĩa cây vạn lộc. Vì vậy mà người ta thường dùng để trưng bày trong phòng khách này, để giúp gia chủ của mình gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc này, hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Thì cây vạn lộc xanh có kết hợp với cả màu màu trắng và màu xanh sẽ tạo cho cái không gian của mình nó quý phái hơn này. Tạo cho cái không gian của mình quý phái hơn, thanh nhã mà có thể xua đuổi những điều không lành cho gia đình của mình. Cây vạn lộc đỏ này rất hợp với người mệnh hỏa, bởi vì cái màu sắc của loại cây này giống như là màu lửa ấy. Trồng cây vạn lộc ở trong nhà sẽ giúp cho gia chủ của mình mang mệnh hỏa mà sẽ gặp được nhiều tài lộc này, nhiều may mắn. Người mệnh thổ thì cũng rất là hợp với cả cây vạn lộc này, bởi vì cái tính cách bền bỉ và vững chãi mà người mệnh thổ có thể đón nó nhiều may mắn tài lộc vào nhà mà không sợ nguy hiểm như người mệnh hỏa. Tương tự với những mệnh thổ thì người mệnh thổ và cũng có thể trồng cây vạn lộc này trong nhà. Tuy nhiên thì trồng cây bằng cách thủy sinh thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho người mệnh thủy nhá. Đó. Về đặc điểm và phân loại cái cây vạn lộc này, thì cây vạn lộc này thì có phần lá dày bề bề mặt bóng này, bề mặt của nó rất là bóng nhá, bề mặt bóng này, xong rồi rộng này, vậy mép lá lượn sống, mép lá lượn sống này. Loài cây có kích thước nhỏ, ngoại hình đẹp, màu sắc bắt mắt, cùng với nhiều công dụng như là lọc khói bụi này, hấp thụ các chất độc dễ bay hơi hay là CO2 trong không khí, nên rất là nhiều người ưa chuộng và để mua về làm cảnh á. Cây vạn lộc này có rất là nhiều loại khác nhau, như là cây vạn lộc đỏ như trên tay mình đang cầm, hoặc là cây vạn lộc xanh này, cũng là một loài cây mà rất là phổ biến. Vạn lộc đỏ mang lại cái điểm điểm xuất sắc, xanh tạo cho cái cảm giác mắt của mình nó
bắt mắt hơn này, ấn tượng hơn này. Đấy. Tác dụng của cây vạn lộc này thì cũng tương tự như cây lưỡi hổ ấy. Thì cây vạn lộc này có khả năng là thanh lọc không khí và tạo cho không gian của mình nó sạch sẽ, mày mát mẻ và thoáng mát. Chính vì vậy mà loại cây này được cho là có thể trừ tà và nâng cao cái sức sống cho gia đình của mình. Thì cây này á thường dùng thường trồng trong chậu nhỏ và bằng sứ, hoặc có thể trồng thủy sinh, hoặc có thể trồng trong chậu đó để có thể trang trí ở phòng khách nè, nơi làm việc hay là phòng ăn, để vừa có ý nghĩa phong thủy lại tăng cái tính thẩm mỹ của mình. Về cách trồng thì trồng cây vạn lộc trên đất thì đất phải có cái gọi là giàu dinh dưỡng này, tơi xốp để giảm đảm bảo cái độ thoát khí của đất ấy. Chọn chậu có độ cao ít nhất thấp gấp đôi chiều dài của rễ và độ rộng gần cái bàn tán cây, và chú ý đến màu sắc và hình dạng của chậu cây để phù hợp với cả các tuổi và mệnh của mình, để tăng cái sự may mắn và phúc lộc. Còn trồng thủy sinh thì bạn làm sạch đất cát bám trên rễ cây một cách nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương cây cây rễ, và rửa sạch cái phần thân đó, và lấy lá cây vạn lộc cắt tỉa và thành cái cành bị hỏng. Cuối cùng thì cố định rễ và trang trí chậu bằng các sỏi đá xinh xinh thôi. Còn khi mà mình trồng xong thì cái cách chăm sóc ấy thì chỉ cần chú ý đến ánh sáng này, môi trường sống của cây vạn lộc này, hoặc là chú ý đến sâu bệnh của cây. Ánh sáng thì không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, vì để cây dưới ánh nắng mặt trời thì cây có thể sẽ bị héo và chết. Đó. Về môi trường thì chọn cái đất mà tơi xốp cao, đảm bảo thoát khí và ngấm nước tốt thì sẽ giúp cho cái cây có thành phần dinh, có ý là nó sẽ có nhiều dinh dưỡng trong cái đất mà phong phú hơn, thì nó sẽ phát triển dinh dưỡng tốt thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn đó. Và các loại sâu bệnh thì loại bỏ những cái phần mà bị sâu bị bệnh đi, thì chúng sẽ ngăn chặn được cái sự lây lan đấy, cái sự lây bệnh cây từ cây hỏng đến cây cây tốt. Còn về cái phần chú ý mà mình chú ý khi mà mình chăm sóc cái cây vạn lộc này, thì bạn trồng thủy sinh thì hãy nhớ mỗi tuần thay nước một lần, và đặc biệt lưu ý là không để nước chuyển màu. Ngoài ra thì cung cấp thêm dưỡng chất cho cây bằng việc thêm dung dịch dinh dưỡng. Bạn có thể bổ sung nước thường xuyên và đầy đủ cho cây, bởi vì cây là loại cây thân thảo hút nước mạnh. Đấy. Thì cái trên trên đây cái clip này cũng là một cái clip mà mình đã cung cấp các thông tin liên quan đến cây vạn lộc. Đừng quên thì hãy theo dõi cây đời để có thể biết thêm nhiều loại cây và thú vị hơn và bổ ích hơn nha. Thì đó cũng là hết rồi đó các bạn ơi. Các bạn mình ngâm ký cây một lần đi, rồi mình sẽ tắt cái video này. Và chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.